Dạ xin lỗi sếp, tôi trễ. Ủa, sếp đâu? Chắc sếp kẹt xe rồi, nãy giờ gọi điện thoại không được. Vậy thì chắc là ngủ quên, kẹt xe gì. Sao bà biết ngủ quên? Chứ 4 giờ sáng nhắn tin cho tôi, chúc em ngủ ngon. Thì giờ này dậy nổi không? Hình như sếp mình hơi vô trách nhiệm đúng không? Không nói gì à? Sếp mình á là một người quá vô trách nhiệm chứ không phải hơi nữa. Ê, mà khoan, bữa ông còn hiếu tôi 5 ngàn gửi xe chưa trả. Có khi nào ông giật tôi luôn không? Mà không hiểu sao ông sếp mình hay nhắn tin xàm xàm cho tôi lắm nha. Tối ngày gửi ba cái gì đâu không? Không có giám đốc ngồi đây á, đừng có nói xấu giám đốc. Nói xấu lại đi, tôi cũng nghĩ giống mọi người mà. Ủa, chứ không phải làm lâu rồi là cánh tay đắc lực của sếp hả? Đâu có lâu. Tính ra là bữa tôi đi phỏng vấn chung với mọi người luôn á. Nhưng mà hên là phỏng vấn đầu tiên nên được làm phó giám đốc. Trời ơi, chắc bị giật thiệt rồi mẹ ơi. Thì có khi nào lừa đảo không? Dậy đi mày, trước khi mọi chuyện đã quá muộn. Dậy đi mày, trước khi mọi chuyện đã quá muộn. Dậy đi mày, trước khi... Ngủ lại ngủ năm thêm phút rồi trễ luôn. Xin chào mọi người, đến thật là đông đủ. Rất là hoan nghênh cái... Xin lỗi. Là nãy giờ sếp ngủ trong đây hả? Đâu có. Thật ra là anh ngủ ở đây từ tối đến giờ rồi. Ủa là... Mọi người đừng thắc mắc, Từ lúc anh thành lập công ty này là anh đã mong muốn nó sẽ trở thành ngôi nhà của anh, cho nên là anh sống ở đây luôn vậy đó. Ủa nhưng mà anh hẹn tụi em tới họp mà sao bây giờ báo thức anh nó mới kêu là sao? À đâu có. Thật ra anh đã thức từ lúc 4 giờ sáng để soạn nào là tài liệu, nào là những nội quy, đó, cách trình bày với mọi người một thật là chỉnh chu để chờ đợi ngày hôm nay gặp mọi người đó. Chào mừng mọi người nhé. Chắc anh nghĩ cần phải có 5 phút để anh chuẩn bị đầy đủ hơn họp với mọi người, đúng không? 5 phút thôi. 10 phút cũng được nha sếp. À, xin lỗi mọi người. Kỹ kỹ sếp. Rồi, mọi người cứ ngồi chơi đi. Ê, có đem theo cái quần này không? Ấy cho ông mượn đi chứ tự nhiên. Tôi đem theo chai nước súc miệng. Mình có nên đi về không? Đã có quần á. Dạ. Yeah. Ok, mặc quần cái họp liền. À, chào mọi người. Trước khi chúng ta vào công việc thì anh đang muốn lắng nghe về khó khăn cũng như là nguyện vọng của mọi người để chúng ta hiểu nhau hơn á mà. Cho nên là mọi người cứ mạnh dạn chia sẻ thẳng thắn với nhau ha. Mạnh dạn chia sẻ lên nào. Trời. Nay không ngờ chủ động giữ ta không hề rụt rè luôn nha. Tốt. Mời Thành chia sẻ. Em xin phép không chia sẻ. Nên sao vậy? Tại em không thích. Đây cũng là một quan điểm nha. Đàn ông đôi khi vậy đó, không cần phải nói nhiều điều gì hết, ít nói nhưng mà người ta sẽ làm nhiều hơn như vậy. Đúng rồi sếp. Rồi mọi người tiếp theo đây, anh mong là được nghe chia sẻ nhiều hơn ha. Dạ, em có nguyện vọng á. Mời em. Sếp có thể trả em 5 ngàn tiền gửi xe em bữa đụng sếp. Được chứ, 5 ngàn anh trả được, cái gì đâu mà. Tại cũng giờ anh không có tiền mặt trong người, quên. 5 ngàn thì được. Mà tính ra nguyện vọng em chỉ có vậy thôi hả? À, với sau bao năm làm kế toán á, thì em có rủng rỉnh tiền bạc một chút. Nên là bạn nào mà có cần cái gì á thì cũng đừng có mượn em nha. Tại em không thích ai nợ tiền em hết á. Thà là xin. Trời, dễ thương quá. Nhưng mà xin là chắc chắn em không cho rồi đó. Để nói làm chi, trời. Nói đây là. Nhưng mà anh thấy cái sự chia sẻ của Tuyến là thể hiện sự thẳng thắn nè, chứ khoát kiểu vậy á, cũng một người đáng quý á, trân trọng em. Tuyến cũng chia sẻ gì hả? Dạ. Em chia sẻ gì? Thực ra em cũng có nguyện vọng,
Mà em nghĩ á, nguyện vọng của em á, cũng sẽ góp phần giúp cho sự phát triển của công ty. Trời ơi, nghe cái muốn ở luôn á. Sếp. Nè, cái mát lòng mát dạ ghê, anh rất thích tinh thần này của Tuyết nha. Mọi người cần phải noi gương tinh thần này của Tuyết nhiều nhiều nha. Em chia sẻ thêm đi. Dạ, em hy vọng sếp sẽ đầu tư một số tiền vào những cá nhân mà có tiềm năng, mà cụ thể là em nè. Bây giờ sếp bỏ tiền ra cho em học đàn, học múa, học hát, học diễn xuất, học nhảy, học make up. Xong rồi mình có một đội ngũ stylist riêng, BT riêng để em có thể nâng cấp bản thân em hơn. Sau này em có nổi tiếng thì chắc chắn là công ty mình cũng sẽ kéo phim em được á. Cho nên là đây là cái kế hoạch mà em nghĩ ra. Dạ, sếp thấy sao ạ? Thấy hay á, ý này là có tương lai nha. Được đó. Nhưng mà với một điều kiện đó là công ty mình phải có điều kiện. Ừ, nhưng đó anh sẽ toàn tâm toàn ý dồn tiền để mà đầu tư cho em luôn, hết luôn cho em. Em cảm ơn sếp. Cho em này với em này luôn nha. Chia sẻ vui. Mời phó giám đốc của chúng ta chia sẻ nào. Có đôi lời muốn nói chứ. Thật ra thì em cũng không định kể mấy cái chuyện này cho ai đâu. Nhưng mà nếu mà để nói ra để tụi mình hiểu nhau nhiều hơn á, thì em sẽ nói. Không giấu gì mọi người, em sinh ra trong một gia đình khó khăn. Từ nhỏ em đã luôn cố gắng học thật là giỏi, và em luôn mong muốn là sau này em và gia đình em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhiều khi em nhìn mấy bạn mà giàu có hơn em á, được đi du lịch, em thèm lắm chứ. Nhưng mà đâu có được đâu. Đến khi mà em tốt nghiệp đại học, cầm tấm bằng giỏi trong tay á, em rất là vui. Và em nghĩ là bây giờ em sẽ kiếm được việc rồi. Nhưng mà tới lúc em đi xin việc á, ở đâu người ta cũng đòi hỏi là phải có 2 năm kinh nghiệm. Nhưng mà mình mới ra trường mà, làm sao mà có kinh nghiệm được, đúng không? Cho nên là bây giờ em chỉ có một cái nguyện vọng duy nhất là kiếm chồng đại gia. Lúc đó anh sẽ cho tiền em để em có thể trải nghiệm tất cả mọi thứ mà trước giờ em chưa được trải nghiệm. Đó là con đường nhanh nhất giúp em có cuộc sống tốt hơn, đúng không sếp? Nguyện vọng em hả? Dạ đúng rồi. Cuộc họp đến đây là kết thúc rồi. Mà cảm ơn mọi người đã chia sẻ nãy giờ rất là hay. Thôi mọi người về vị trí làm việc đi. Ủa rồi tụi em làm lâu mấy rồi? Lâu mấy gì? Làm ở đây luôn nữa. Tại căn phòng này. Đây là 4 người làm chung trên cái bàn này hả? Bậy tầm bạ không, này là bàn họp. Còn mọi người có bàn riêng mà. Ủa bàn đâu? Đây nè. Mỗi người một bàn ha. Tự lôi bàn mình về một góc ngồi làm việc đó, thoải mái, không ai giành ai hết. Ủa nhưng mà em thấy công ty mình nhiều tầng mà, sao không mỗi đứa một tầng đi? Chi vậy? Mỗi người một lầu như vậy á, hoặc là một phòng gì nó sẽ rất là buồn. Mình ngồi ở đây làm chung như vậy nè, thì mình sẽ có cái cảm giác giống như là gia đình. Rồi tụi mình giống như là người một nhà vậy đó. Ha. Anh đang làm cái gì vậy? Em đang bày đồ make up ra nè. Chi vậy? Sao không cất trong túi đi bày chi vậy? Ủa? Thì sếp kêu là phải coi công ty như là nhà của mình. Thì nhà em cũng bày trang vậy á. Mà ngày mai á, em còn định mang theo dầu gội, sữa tắm, sữa dưỡng thể, xà bông cục cho trọn bộ luôn sếp. Được không sếp? Hả? Được chứ. Em coi công ty như nhà như vậy rồi, còn coi anh như người thân nữa. Mất gì không được. Chấp nhận được ha. Em muốn gì cũng được hết á. Vậy mấy cái nguyện vọng hồi sáng của em á, ngày mai mình thực hiện luôn được không sếp? Nhức đầu á. Chết. Nhức đầu á. Sếp nó có sao không sếp? Tự nhiên bị choáng quá. Trời ơi. Đỡ anh chút xíu nữa. Rồi trời. Kiều ơi. Hay là Kiều kéo sát vô được không?
Muốn xác vô nữa hả? Được chắc. Không phải. Kéo xác vô bên kia. Tại vì tôi thấy là Kiều kéo gần vậy á, tôi ra vô hơi khó khăn. Vô bên kia. Khó quá à. Chắc là kéo cỡ tới đây thôi là được rồi đó, chứ qua bên kia không nổi đâu. Thôi để tôi giúp cho nha. Được rồi, tới đây được rồi. Xong đó. Cái bàn nó tự trâu ở đây á. Ủa chị làm gì vậy? Chị lãnh thổ. Chị lãnh thổ chị thì muốn có không gian riêng, ai muốn xâm nhập thì phải xin phép. Rồi không xin phép là sao? Vô văn hóa. Ồ chị ơi, em đang nói giỡn mà sao nhìn chị nghiêm túc vậy? Ai biểu vô nhà tôi không xin phép làm chi? Ủa gì bà nội, cái này là công ty mà, chứ nhà cái gì? Sếp nói á, công ty cũng như là nhà, bố nghe hả? Ủa chị ơi, bộ chị nghe mà chị không hiểu hả? Sếp nói coi công ty là nhà, có nghĩa là muốn tụi mình phải thoải mái, vui vẻ, hòa đồng với nhau như là ở nhà, chứ không phải là chi li khắc khe tính toán giống như chị. Ủa thì trong gia đình thì có người dễ người khó, cái nào đúng thì nói thôi. Đúng nhưng mà đúng, cái này là chị bị vô lý á. Mày nói vô lý. Ủa chị, tự nhiên đồng nghiệp đang nói chuyện vui vẻ với nhau mà chị mày tao là sao? Giờ tao thích mày tao với mày, mày nhỏ tao thôi. Mày sao? Ủa mày sao tao nhỏ mày? Ủa tao nhỏ hơn mày, tao nhỏ hơn mày, tao nhỏ hơn mày. Mày lấy cái này con gân tài ra đây. Mày lấy cái này nói chuyện với tao nè. Tao lấy cái này ra nói chuyện mày được không? Tao là phó giám đốc đó. Để tối em về em coi lớp học nhảy nào xịn xịn em gửi cho sếp nha. Ờ nhảy cho anh coi ha. Anh đi thử thôi. Ủa gì vậy? Ê cái thằng này còn có bô chưa sống. Trời ơi anh nhanh lên đi, để có án mạng rồi mới lên hay sao? Án mạng cái gì tụi... Dạ, móng tay em xấu quá, bữa nào móng tay đi em đi. Nói nhìn cái đâm thỏi chị cứng luôn á. Trời ơi, chị Phan rất lùng giống em vậy nè. Bữa nào chị em mình đi chơi đi. Ok. Án mạng của cậu đây hả? Chị em người ta đang vui vẻ, hạnh phúc, đùa giỡn với nhau như vậy nè. Như một gia đình vậy. Có tôi với cậu án mạng á, cậu giỡn mặt với tôi hả? Ủa, cậu có biết tôi đang... Có chuyện gì vậy? Trời, Tuyết ở dưới đang massage cho anh á, cái tự nhiên... Massage? Ờ nãy anh bị trúng gió ở dưới, tự nhiên đang đi cái bị trúng gió xong cái Tuyết đỡ anh lại xong rồi bấm huyệt nó xa để cho anh đỡ trúng gió chứ. Vậy đó mày nãy lại phá đám nè, tôi tức không? Trời ơi còn một chút xíu nữa xong cái combo đó rồi. Vậy mà anh giỡn mặt với tôi hả? Tôi không cần biết nha, hôm nay là cậu trực nhật vệ sinh công ty cho tôi. Sếp đâu có được, cái đó đâu phải nhiệm vụ của ảnh đâu, tự nhiên bắt ảnh trực. Em im đi. Rồi ngày mai tới em trực nhật, hỏi nói gì vậy đó. Rồi mỗi ngày mọi người sẽ trực nhật vệ sinh một lần, vậy đi. Ủa gì kỳ vậy, đi làm công ty chứ đâu phải đi học đâu mà trực nhật trời. Đúng rồi, nhiệm vụ của lao công mà sếp. Lao công cái gì, hả? Ừ hả, công ty phải có lao công chứ, đúng không? Ủa vậy chứ hai đứa có đứa nào muốn làm lao công không? Bây giờ kiếm đâu ra lao công ta? Chị đến đây để làm gì? Quá trời xuất sắc. Dạ, nhân giỏi xuất gì mà giỏi dữ trời. Đằng ấy ơi. Dạ. Đang bệnh hả? Chị vậy? Em đang khỏe mà chị, em tràn trề năng lượng cũng sao bệnh được chị. Sao vậy? Hả? À,
À, hồi nãy em bị kiểu nóng quá nên lấy gì em đắp trên trán em xíu, nhưng mà trên đầu em nó hơi bị thiếu nước vậy. Trở lại vấn đề chính hay chị ha. Chị thì quá giỏi rồi. Bởi vì em hơi thắc mắc là tại sao chị lại đến công ty em đó mà. À, chẳng giấu gì em trai, khi chị đi ngang qua công ty của mình á thì chị không hiểu có một cái thế lực siêu nhiên nào đó nó cứ thôi thúc tôi phải vào đây xin việc làm cho bằng được. Vậy là em chỉ có thể khẳng định với chị một điều, đó là do nguồn năng lượng nhiệt huyết và sự đẹp trai hào nhoáng của em đã. Chắc em nghĩ là chỉ có nhiệt huyết thôi đi ha. Dạ. Đó, dạ, nhưng mà em chỉ muốn nói với chị một điều, đó là công ty của em thì chỉ vừa mới thành lập, cho nên là em tôi hơi... Tôi hiểu. Chẳng giấu gì em trai, tôi cũng đã từng thành lập một công ty riêng của mình. Những bước đầu khó khăn lắm đúng không? Khi mà tôi có tất cả trong tay thì... Sao vậy chị? Tôi bị những người bạn quấy phá. Bạn bè gì mà coi được? Người ta mở công ty, không giúp thì thôi, đi quấy phá, vậy mà gọi là bạn bè. Ấy ơi, dạ. Em chưa hiểu hết ý của tôi. Ý tôi ở đây, những người bạn là những người bạn vô hình. Bạn vô... Là ý chị là mấy người bạn mà đi mây về gió hả? Chứ không chậm đúng đó. Rồi. Xui cho chị quá, tự mở công ty mà gặp mấy người bạn gì chết luôn rồi. Không đâu ấy. Hả? Em cũng phải cẩn thận đó. Tại vì tôi thấy ở đây cũng có rất nhiều bạn. À, hello. No. Ấy, đửa đụng vô. Ồ, đừng chào nhiều quá chị, gắn ta đấy, gắn, đừng có. Không sao đâu, kiểu công ty mình cũng đàng hoàng mà, ai cũng dễ thương, thật thà, đâu có đụng chạm quấy phá ai đâu. Em ơi, dạ. Em đạp lên chân người ta kìa. Trời ơi. Xin lỗi nha, người ta lỡ dạ, chân. Em xin lỗi, em không cố ý gì. Không sao đâu, người này người ta cũng lành tính lắm. Thôi dạ, em cảm ơn, trời ơi. Thôi, mình quay lại chủ đề chính nha. Dạ, quay lại đi chị, quay chủ đề chính. Em ơi. À, cái bằng này của chị, dạ em chở chị. Em ơi. Xin việc, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Công ty em giờ chỉ còn có mỗi vị trí là lao công rồi, chị làm luôn không? Trời ơi, giỡn mặt hả trời? Nãy giờ người ta nói quá trời luôn hả? Người ta xây dựng bao nhiêu bằng cấp mấy năm trời, kêu người ta vô làm lao công. Ủa, anh có biết làm sếp không? Hay anh đang coi thường tôi? Ê, không phải coi thường mà tại vì công ty còn mỗi một vị trí thôi ạ. Quay cái này không có nhầm nhò gì với tình cảm anh dành cho em hết. Cái này không còn một cây răng nào cả. Trời ơi, ông lạc rau lẹ đi. Cái gì chị? Cậu... Em sao nữa? Cậu... Chị ơi, có sao không? Rồi mày gọi ba mày chưa? Đẹp quá giờ mẹ, tụi mẹ con đi làm. Ơi mẹ con nấu cháo cho con nè. Mẹ hỏi không kịp đâu, mẹ con trễ rồi. Ủa, cái cậu này với con này. Chị ơi, chị để quên đồ dưới nè. Hết, con chỉnh được hết á. Mẹ cho ba mắm tôm mà không có thịt gì hết. Đây mới là con gái tôi nè. Xin lỗi ba mẹ. Chị bình tĩnh chị. Mấy người đứng yên đi. Mấy người đừng có đụng vô người tôi. Tôi sao chị? Tôi muốn làm lao công. Hả? Tôi không biết nữa. Nhưng mà tôi có cảm giác như là ở một cái vũ trụ nào đó, bốn người mình đã từng là một gia đình rất là hạnh phúc. Tôi muốn được ở đây chăm sóc cho ba người. Chăm sóc gì? Ổn vậy? Bà thấy sao ba? Bà thấy... Hả? Cái gì? Anh thấy sao sếp? Ý của chị là muốn ở lại công ty, sống giống như là một gia đình. Dạ, đúng rồi. Hay. Đúng quá rồi, tốt quá rồi. Tại vì cái công ty mình từ đầu cũng vậy mà. Trời ơi, có gì đâu, nghĩ sâu xa. Vậy thì chào mừng chị đến với công ty của chúng tôi. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Quên, đúng rồi, mình bắt được thôi được. Cảm ơn chị. Cảm ơn nhiều lắm. Trời ơi, yeah, lại là có một gia đình nữa rồi.
ổn không? Ổn không sếp? Bà thấy... anh thấy gì sao? Cái gì vậy bà? Cố tình chết. Được không? Bà được không? Cái gì mấy... lộn thôi. Tôi sợ đâu. Nghe. Được. Rồi rồi. Sao nãy đỡ được? Sao nãy đỡ được? Rồi. Cái gì? Cao. Mày đá đi chứ. Nãy